ba cô chú và tất cả các bạn nha. Thì chị hôm nay mình làm lẩu mắm. Mình có mua được một con cá ba sa rồi mấy con tôm nè. Tại vì cái mắm này mình mua ở Châu Đốc, mắm cá linh, mắm thanh thảo. Mắm này ăn khác với hồi năm trước nè chị Hồng, năm rồi mình ăn gì mà có mấy số luôn mà. Em nhớ cái gì mà có mấy chữ ra cái số luôn. Nhiều hiệu á. Nhiều hiệu. À, nhiều cái gì bà thảo nữa chứ không phải thanh thảo không nữa. Nhiều nhiều giáo cái thảo, giáo thảo hương gì á. Giáo thảo rồi giáo hương nữa. Giáo thảo chứ không có cô giáo thảo này chị nói gì đâu. Nãy mình với chị hai buổi trưa thì hai chị em đi mua rau nè rồi trà, củ qua. Lẩu mắm của mình chủ yếu là mình có cà với củ qua cho nó ngon với nước. Rồi mình nhúng cái rau nhút. Ở trong nhà thì mình còn một ít bắp chuối nữa. Tí nữa mình đem ra mình nhúng cho nó ngon. Lẩu mắm thì cũng giống như mắm kho nhưng mà mình làm nước hơi lỏng một xíu để mình nhúng rau thôi. Thì cái mắm này mình cũng đã nấu nhiều lần rồi. Tại vì có cái mắm của Châu Đốc ngon đó, nên là mình bữa nay mình nấu lại để mình ăn lâu lâu mới ăn một bữa nè. Mà miền Tây mình cái món mắm này là món quen thuộc luôn, không thể bỏ được. Em thấy lâu lâu là phải ăn chứ không có quên được. Chị Hồng, chị Hồng, cái này là cái gạch hay là bỏ luôn để thường thường á? Luôn mà thường thường có người ta nói là lấy cái đen đen ra thôi, còn cái gạch này ăn ngon béo. Em cũng biết nên bỏ hết luôn, em sợ quá. Với cái chỉ lưng, tại con tôm này con tôm nuôi nên là cái chỉ lưng của nó ăn thức ăn á. Mình lấy ra chứ thôi ăn nó tanh. Rau nhút nó lặt lâu lắm đó chị ơi. Rau gì lặt nhanh chứ rau nhút là lặt lâu lắm. Dài vậy ha. Làm như giờ ta trồng cái giống mới á. Nó dài. Tôm này của người ta nuôi trên gần nhà chị nè, người ta bán nè chị ha. Bữa em mua là sắp hết rồi nên là con tôm nó bự vậy. Con bự nhìn thấy ham ha. Mà có 1.4 rẻ. Cũng rẻ. Cũng rẻ nè. Quá thì bự luôn. Mà chạy lên nó liền nó nhảy ra xuống nhìn nó ngon. Là tại em để tủ rồi á. Và mấy 40 con. Có 30 mấy con chị, 35 con bây giờ. Bự. Quá trời bự luôn. Dao lục hay gì chị không? Thấy chị làm thinh. Đây là buồn ngủ. Buồn ngủ. Nay chị Hồng bán cũng hết sớm. Chắc là mình nấu ăn xong ngủ. Chị làm cho mấy anh em ăn rồi chị ngủ. Xong rồi hay ngủ. Nấu nghe mùi dễ gì ngủ. Tỉnh luôn á. Rồi này, chị nấu xong với chị hai đưa chị về ngủ. Chị à chứ mấy rồi ngủ. Đâu được. Chị nấu buồn ngủ. Giận chứ đừng làm bậy bẻ tô nha. Tự nhiên con gì cười quá bay vô họng rồi. Chị hai mình lặt rau sắp xong rồi nè. Nãy giờ mình bắt một cái nồi nước sôi
để tí nữa mình nấu mắm xong rồi cái mình có nước để mình nấu luôn, thì nấu bằng bếp củi cho nó đỡ tốn ga. Chị Hồng chỉ đang ướp thịt. Nãy giờ cười quá, giờ tắt tiếng luôn rồi nè. Cái cá gì để chung vô đây ướp luôn ạ? À? Cá ướp luôn hay là sao chị hai? Thả. Cá mỉ khỏi ướp. Chết rồi, chị thả nó cũng đâu được. Vô nồi luôn phải không? Chị hai, cá chết thì thả đi đâu? Thả vô nồi, thả vô nồi. Rồi giờ mình đi cắt xả vô để mình phi cho thơm, tại cái mắm là cần phải có xả ớt nữa. Cái mình nấu mắm cho cái mắm này nó tan nha, mình lượt bỏ xương, mình lấy cái thịt mắm thôi. Giờ mình đi vậy. Đi cắt xả, sát bên nhà nè, sau lưng nhà em nè. Trời, nấu bếp củi, khói quá chừng luôn. Dạ. Đây xả mình trồng ở sau vườn luôn nè. Hổm lá u sù em cắt bớt á. Cắt bớt thì dễ cắt ha. Ừ. Ở với chị bữa hổm trồng nhiều nay còn không chị hai? Chết hết trơn, không ăn nghỉ già chết. Có để. À, không có trồng thì đi xin ra chứ sớm chừng có rồi ha. Kì. Cái già rủi. Già nó chết á. Cái này chị nhìn bự vậy thôi chứ em trồng 2 bụi chứ không phải 1 bụi. Này còn non ăn ngon mà. Ừ, nó không bị đắng. Đây chị hai mình làm mắm nè. Mình cháy xả với tỏi vô thơm rồi cái mình cho mắm cá linh vô. Cho mắm nó săn cái mình chế nước vô để cho cái mắm này nó rã thịt ra. Mình lượt mình lấy cái thịt. Chị Hồng thì chỉ phi tỏi để mình xào thịt heo cho nó săn lại. Lẩu mắm thì có thịt heo, mấy con tôm với miếng cá. Ủa cái càng này đâu vậy? Cái càng nó mất rồi chị. Đừng có đổi thừa, chị làm sức nha. Chứ ai vô đây? Chị mới đủ lực làm sức càng. Càng lấy. Hỏi là biết nghi rồi đó. Chị để em lấy cái bự. Cái này cũng nóng dữ vậy. Nóng rồi chị. Tại vì cái nồi đó inox thường. Cái của cô thì nó không nóng, chứ còn cái đó nó nóng. Cái đó hồi xưa mới ra riêng chị em mới cho á. Đây là cái chai, cái nồi này của cô là không nóng nè, cầm hai quay cũng không nóng luôn á. Nồi này ngon vậy ha. Dạ. Có cái nồi xanh cô cho mà chưa có xài. Mình để dành. Cái nồi này nấu ngon lắm, mình phi tỏi rồi này nọ nó không có bị khét luôn á. Tại vì inox nó dày á. Đây chị hai mình lượt mắm nè. Này còn phải chế nước thêm cái gì? Ừ, chế nước thêm cho làm mấy lần nữa cho nó ra hết ba cái thịt cá linh nè. Thơm ghê luôn á, tại vì có tỏi với xả cháy mắm á. Rồi giờ mình sẽ cho thịt vô. Đây chị Hồng cũng có ướp miếng hạt nêm. Miếng đường hả chị? Rồi chị hai chỉ lượt mắm xong, bây giờ chị Hồng chỉ cho vô nồi thịt luôn nè. Cái lẩu mắm này đặc biệt cái là nó thơm vậy sớm làng luôn. Thơm. Cái nước lẩu của mình nó bằng nước dừa nghe, giờ chị hai giặt dừa chị đổ vô nè. Mới sinh cô Năm vừa nạo. Dừa có cô Năm ngọt dữ lắm luôn á, giờ này vừa lửa nè. Cái nó ăn ngon á chị. Chị Hồng chỉ bữa lấy cái thử cái được không? Được mà. Cái ngon lắm nè. Con này có lấy không? Để coi cái ăn được không đã. Được không? Cái nồi lẩu của mình là nãy chị hai chỉ cho củ qua vô rồi, giờ mình cho cá vô nha. Cá mình để nguyên khúc gì cho nó không có bị rã nè.
Giờ mình đợi cho cá chín nữa cái mình cho tôm vô luôn hả chị? Ừ. Chị hai chị lại tủ lạnh lấy em cái tôm cho chị Hồng giùm em đi. Mình chỉ cho vô luôn. Tủ đông á. Chị Hồng mình nấu xong rồi cái quên bỏ cà vô móng. Giờ lên mâm rồi mới nhớ. Nãy chị hai chỉ mua trái dưa vậy mà đỏ ghê không? Cái này mau chết. Nãy chị hai mua dưa đó 11 ngàn ký chị hai? Ờ. Mắc ha. Kia chỉ mua xong rồi mới tức. Trái dưa 11 ngàn một ký. Trái dưa đó chắc cũng phải 2-3 ký không ta? Bự mà. Chắc 2 ký trở lên nữa hả chị? Em thấy cũng bự á. Giờ mình dọn rau bún nè, dưa lên, chuẩn bị cho cái nồi lẩu mắm ra nữa. Chị Hồng chỉ đang cho cà vô. Thì múc. Chị Hồng chị hai mình đem lẩu lên rồi nè. Thơm cả xóm làng. Chỉ cho thêm miếng nước để mình dễ nhúng rau. Cái này cũng dễ, mình thích nước thì chút nữa mình chặt trái dừa mình đổ vô cũng được. Đây nồi mắm của mình nè. Cá mà vớt cái này. Vớt cá để riêng chứ để nó nhừ quá cái có xương à. Có tôm, có thịt ở trong đây nè. Chị hai chỉ làm dưa đơn giản mà nhìn khéo quá chị Hồng coi nè. Ừ. Đây giờ mình gấp bún vô trước đi. Cái gì vậy? Tự nhiên chị Hồng chỉ dùng mình. Gió thổi ngang lạnh nè. Cô cá làm gì con? Em ngồi luôn. Em ngồi luôn á. Chị Hồng chỉ làm bún nè, xong cái hồi nữa nhúng rau vô với chan mắm vô nữa, ngon cực kỳ. Để rau vô luôn hả? Nè. Lẩu mắm. Nhìn vô mình là biết gia đình miền Tây rồi. Thích ăn mắm. Rồi nhúng rau vô rồi nè. Gió thổi thổi thơm quá trời luôn chị. Nãy mới kêu chị Lệ với Thảo My qua nè, mà chị Lệ chỉ nay chỉ lấy mấy cái bông về chỉ làm á, nên chỉ nói chút xíu chỉ làm xong chỉ qua liền. Mình nhúng rau nhút với cù nèo quá trời ngon luôn nè. Kêu bằng cù nèo kèo nèo á. Cà ăn hả chị? Mời cả nhà ăn lẩu mắm với gia đình mình nha. Thì con cả nhà cùng ăn lẩu mắm với mình. Mời cả nhà cùng lẩu mắm với mình nha. Cô Năm cổ ăn chay mà có chừa bún với nước tương cho cổ rồi nè, mà cổ vô rồi chưa thấy ra. Chắc cổ vô bắt cơm cho anh Thái á, tại chút nữa anh Thái làm về nè. Chị Hồng chỉ nấu đậm đà ngon lắm. Mà đều nóng quá à. Nóng quá hả bạn? Nóng. Tại lên biết còn mà. Có cá để riêng đó nha chị. Để quên. Gắp tầm nước rồi. Cho em xin miếng bún đi chị hai. Có cơm đó nha chị, nào ăn cơm với cơm. Ăn bún với bún. Chị này ăn bún. Ít thôi chị, em nửa đó à. Nè ấy nha chị cái gì. Về xuống cho chị ngon á. Rồi, ít vậy hả? Ít vậy chị, mà nó mát lấy tiếp. Vậy ăn đồ ăn hay gì? Ăn đồ ăn luôn. Chết được luôn hả? Chết rồi, không được. Để con gấp vô nha. Con nhỉ. Ờ, em khoái rau nhút rồi nhúng vô mắm vậy nè. Ngon quá trời. Đậm đà hương vị. Mời bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn lẩu mắm với gia đình của mình nha. Lâu lâu mới ăn được cái mắm châu đốc tại gốc nè, mắm này nó ngon. Còn như mình ở đây thì cũng có về nhà nhiều khi người ta để lâu quá, người ta cũng có nêm nếm gia vị rồi vô nữa. Để giữ lâu á. Đấy nha. Năm ơi. Nè. Nãy giờ đợi con hả? Đây. Ngon thiệt luôn á. Cái này giống như ăn bún mắm. Nó đắng. Cù nèo lâu nó bị đắng đó chị. Gấp riêng rồi nữa ha. Ăn rau được không ta? Dạ có.
quá. Trời nắng quá trời chị Năm. Nắng á. Thì dây ăn lẩu nóng luôn á nên lời luôn. Bây giờ mát cũng đỡ giấc trưa. Thịt heo thơm quá trời vậy. Đượm vô á. Cô Năm làm ăn bún với nó cường chứ không có cái gì. Nãy mẹ nói có đậu hũ mà cô Năm nói đậu hũ ăn với con ngá. Ăn với con ngá. Ăn với tương vừa. Xuống cái ớt. Đây. Sát bên luôn ha. Còn nghe nó ngon chưa nào? Ngon thật. Bà nội đó. Cái cá rồi ăn không? Đi cho anh chị nào ăn đi. Bà nội bà thích vậy. Bún cho nó tươi. Nấu thêm cá chốt nữa chứ không có nấu cá linh không chị hai. Cá chốt làm mắm hả? Cá chốt làm mắm. Ví dụ như nấu 3 phần cá linh thì cũng phải có 2 phần cá chốt vô. Thì con dễ cá ăn. Dễ. Nó ngon hơn sao? Cái nó ăn cái vị nó lạ lạ hơn cái này thôi hả? Chứ còn ngon hơn không biết nữa mà nó ăn nó lạ lạ, nó mặn hơn. Đâu có 2 thứ đâu nấu hả? Để về cho anh ba. Bà con nhiều món ngon lắm á. Đường biển á. Ngon quá. Lâu lâu ăn một lần nó đã gì đâu á. Để chừng nào ăn nhúng thôi chứ nhúng nhiều quá nó mềm. Chừng nào mày ăn mày kêu nha. Giờ kêu nè. Kêu liền luôn hả? Rau nhúc nhúng ngon thiệt á. Đó, về cái mình chị nào mình trộn á. Cái mình kéo cái đường chị Hồng. Tự nhiên kêu khai trương chị Hồng em nói ủa bánh mì mình khai trương rồi mà giờ còn khai trương gì nữa. Cá bự không chị, giá mua cá lên 2 ký mấy rồi nè. Cá gì vậy? Ba la kìa.